Việc chào quý vị và các bạn thân mến nha. Thì hôm nay mình chia sẻ đến quý vị và các bạn chiếc đồng hồ nha. Thì chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ để bàn rất là đẹp. Nó là cao 27 và ngang được 23. Máy này rất là đẹp, chạy rất là đúng giờ nha quý vị và các bạn. Đẹp keng không? Đấy. Đây là hàng bãi Nhật. Để mình quay vòng cho quý vị và các bạn xem nha. Thì cái này để cũng khá lâu rồi nên vừa bụi, cái này lau lại là chạy ngon lành thôi. Thì ở đây nó có cái nút này là để báo giờ. Mình có thể là cho nó báo hoặc là không, thì đó tùy ha. Còn ở dưới này thì ở dưới này nó có cái volume ha. Nó có cái volume mà để đàn lớn hay là nhỏ đó, xài 5 cục pin. Và nó có tắt chuông hoặc là mở chuông luôn. Thì cái đó là tùy quý vị và các bạn nha. Thì chiếc này tình trạng rất là đẹp. Tuy nhiên thì cũng khá lâu rồi, mình không có lau bụi này nọ nên bụi thôi. Quý vị và các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Thì chiếc này nó cảm ứng. Nếu như mà nó có ánh sáng thì đèn thì chuông nó sẽ báo, tới giờ nó sẽ báo, mỗi tiếng nó sẽ báo một lần. Ví dụ như 5 giờ nó báo, 6 giờ nó báo, 7 giờ nó báo. Và nếu mà quý vị và các bạn tắt đèn ngủ thì nó không báo. Chừng nào nó cảm nhận và ánh sáng. Nếu như ánh sáng mà đủ ánh sáng thì nó sẽ báo chuông, còn không có ánh sáng nó không báo. Quý vị và các bạn mà muốn để báo thức thì để ngay cái cửa sổ á. Có ánh sáng là sáng là nó báo à. Hoặc là quý vị và các bạn để đèn như thế này thì nó báo, tắt đèn thì nó không báo. Rồi cái con này nè, ở phía sau này á, nó có chỉnh giờ. Thì mỗi lúc hết pin á thì mình sẽ chỉnh lại giờ, thì nó có hai cái nút này. Tuy nhiên thì chỉnh nó cũng hơi khó, tại vì cái này là cái dạng đồng hồ này là nó theo cái tần số radio gì ở bên Nhật á. Cho nên mỗi lần chỉnh nó khó. Thì quý vị và các bạn nào không biết chỉnh á thì làm theo cách của mình rất đơn giản. Thì mỗi lần mà hết pin á thì quý vị và các bạn, ở phía sau này nó có bốn con ốc nè ha. Bốn con ốc. Quý vị và các bạn lấy cái vít á, cái vít nhỏ dặn bốn ốc này ra. Khi mà mình đã bỏ pin vào rồi thì dặn bốn ốc đó ra. Dặn bốn ốc đó ra thì quý vị và các bạn, nếu mà nó chạy sai giờ đó thì quý vị và các bạn sẽ dùng cái tay lừa cái kim phúc á, cho nó chạy cho theo cái dòng chiều kim đồng hồ thế này nè. Thì cũng như quý vị và các bạn chỉnh mấy cái đồng hồ cổ hồi xưa đó, thì lừa cho nó chạy đúng giờ. Ví dụ như là hôm nay là 6 giờ đi, thì quý vị và các bạn bỏ pin vô thì nó, mình chỉnh ở phía sau thì nó chậm quá và nó khó quá đi, thì mình sẽ sử dụng cái tay, mình mở bốn ốc ra, mình sử dụng cái tay, mình để đây mình lừa cho đến đúng 6 giờ rồi thì mình để nó cứ chạy bình thường, không có trễ một phút nào hết. Đồng hồ là chạy rất là chuẩn luôn nha quý vị và các bạn. Đó. Thì một chiếc đồng hồ đẹp như thế này thì giá của nó là 1.600.000 bao ship cho quý vị và các bạn toàn quốc nha. Thì lúc mà việc ship hàng thì việc sẽ gỡ pin ra. Đó, gỡ pin ra thì quý vị và các bạn về vô pin lại và chỉnh theo cách của việc nha. Thì cái này nó mang về cái giá trị sưu tầm rất là lớn. Đó, rất đẹp luôn nha. Bên trong này như là mạ vàng vậy đó. Nhiều quý vị là lúc trước việc cũng có bán một cái như thế này nè, mà anh em về cái anh em chế thêm hai cái đèn led vô hai bên này á, rất là đẹp. Rồi, chào anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo.